Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Cường nhé. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái không khí làm việc của những ngày cận Tết năm 2019 âm lịch ạ. Đây ạ. Các anh đang tiếp tục hoàn thiện cái phần chát ngoài của công trình. Đó. Đó. Cái góc cạnh của cái ô thông gió này là phải căn ke rất là vuông, cẩn thận. Rồi đó, các anh đang chát. Đây là các bạn hãy xem luôn cái quy trình chát nhá. Đó. À, cuộc sống của thợ xây luôn luôn, luôn vất vả nhưng mà các anh luôn luôn tươi vui, cười suốt ngày. Đấy. Cười suốt ngày luôn. Đó. Được chưa? Không nhiều nhưng mà làm vẫn nhiều. Rồi. Đây là công đoạn là chát bên ngoài, xong rồi tí nữa chúng ta sẽ dùng thước ấy lại một lần nữa và xoa và mút lại lần nữa là xong, đúng không ạ? Đẹp theo nhá. Cường sẽ đi xuống bên dưới xem các anh em thợ điện tiếp tục đang thi công. Thì bên dưới này là cái tòa nhà họ cũng đang đi đường điện kìa. Đó. Các bạn cũng đang đi đường điện. Đây là không khí thi công ngày Tết rất là nhộn nhịp ạ. Cường thì hôm nay Cường cũng đang thi công tiếp một công trình nữa ở trên 19 Duy Tân. Đó, cũng là thi công nội thất văn phòng nên là cái công việc một ngày chạy cũng khá là nhiều. Chạy từ Duy Tân xuống đây, xong rồi lại chạy từ Duy Tân lên Quan Thánh và nhiều nơi nữa. Ôi, cao quá. Ôi, cao quá. Chèn vào trong. Đây là phần bên trong. Bên trên thì các anh ấy đang làm đường điện rồi, đường điện đang lắp rồi và đang làm phần phần khung nhôm Việt Pháp, khung nhôm sắt. Đây, hộp đường đấy. Đang trong quá trình làm, đường điện đang đi rất là rõ rồi. Đây, đường điện đang để hết đầu chờ rồi ạ. Không khí thi công dịp Tết. Công trình này thì chắc là từ giờ đến Tết là không kịp rồi. Từ giờ đến Tết chắc là vẫn là vẫn chưa thể nào lát xong được, đúng không ạ? Giao Tết mới bàn giao. Chủ đầu tư thì năm nay đã có 3 cái nhà rồi nên lần đây một ngôi nhà xây thêm thôi nên không phải lo. Đây, đây là cái phần Cường giới thiệu luôn, là một cái nhà phố ở trên Quan Thánh nhé quý vị và các bạn nhé. Thì đây là cái mặt bằng sàn tầng 2 này. Đây các anh đang, đây là cái khu vực của thợ khi mà ở lại thi công. Đây, đây cuộc sống. Quay chỗ này á. Đây là cuộc sống của các anh này, là khi mà tối đến là ở đây. Đó, cũng phải che bạt để cho tránh bụi. Đó. Đấy. Kiên Ngọc Hà Nội. Đó, một bình rượu. Đó, đây. Đấy, khu vực ở của thợ. Tí nữa ăn uống cũng là chỗ này luôn. Đó, rất là vất vả phải không ạ? Chúng ta sẽ, đây cái mặt bằng sàn này thì chỉ có khoảng 30 mét thôi nhé bạn nhé, 30 mét này. Thì tầng một cái phần này là cái giải pháp của bên mình đưa ra ấy, là cái phần này. Đây, đó là cái bậc thang nhé quý vị các bạn nhé. Bậc thang đi vào bên trong. Chúng ta sẽ phân tích cái ngôi nhà này luôn một chút ạ. Thì phần bên ngoài là có giáp với lại khu đất khác. Thì bên mình đã lấy cái sáng, ánh sáng vào từ bên ngoài là lấy cái khe này nhé quý vị các bạn nhé. Đây, mình cũng sẽ phân tích luôn về cái giải pháp của công trình này. Đó, đây mình sẽ ra bên ngoài mình quay cho quý vị các bạn để xem cái hiện trạng. Đây, đó, bên ngoài là cái một viên dãy trọ, một khu đất khác đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ là lấy ánh sáng từ bên đấy vào đây. Đó, đấy, vào trong này làm cho cái công trình mình sẽ sáng hơn đúng không ạ? Bậc thang thì đi rất là dễ dàng rồi. Đây, mình sẽ quay kỹ cái bậc thang cho quý vị các bạn xem nhé. Đó, bậc thang đi lên rất dễ dàng. 1 bậc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Và 5 bậc nhé quý vị các bạn nhé. Đó. Và cái phần này sau này mình sẽ có một là giải pháp, đó là dùng cái lam kính nhé các bạn nhé. Một là lam kính, hai là kính chiếu sáng. Thì cái đoạn này nó sẽ vừa sáng vừa lấy thông gió rất tốt này. Đấy. Và cũng có thể một số bạn là hỏi mình là tại sao là cái phần này là chúng ta lại không hề có thang, đúng không ạ? Chứ có thang lên mà lại để những cái ô như thế này. Đó, thì Cường xin phép và chia sẻ cho quý vị các bạn là sau này thì toàn bộ những cái ô này sẽ sử dụng bằng cái thang xăng sắt nhé quý vị bạn nhé, thang sắt và mặt gỗ đúng không ạ? Thì
Trong một cái video trước thì Cường ra hiện trạng công trình của bên công ty Cường thì Cường đã tư vấn rất là kỹ cho quý vị và bạn là cái mặt khung sang sắt và mặt gỗ thì nó có công dụng là gì ạ? Nó có rất là nhiều công dụng, là nó thoáng là thứ nhất, là hai là lấy ánh sáng lên bên trên, từ bên trên xuống. Thế là cái công trình ấy là khi mà ánh sáng nó chuyển từ bên trên xuống đấy, và nó sẽ tạo ra những cái bản nhạc rất là đẹp, để bản nhạc về ánh sáng đúng không ạ? Rất là hay đấy. Thế còn cái phần bên phần thông gió sẽ rất là tốt đấy, đúng không ạ? Thì cái giải pháp này cũng rất là hay nha quý vị và các bạn nhé. Các bạn xem video cũng nên chú ý ạ. Đây là công trình thực tế làm. Phần bên kia là phần hộp kỹ thuật này. Đấy, phần hộp kỹ thuật thì do đất, do phải hiện trạng đất nên là mình sẽ phải bố trí cái hộp kỹ thuật ở đó, đúng không ạ? Thì mỗi một cái công trình mà khi mà bên mình mà tư vấn thiết kế hay là bên các kiến trúc sư thiết kế, đúng không ạ, thì đều là được thống nhất từ những cái nhỏ nhất, từ cái hình thức cái, cho đến công năng và những cái giải pháp mà đưa ra cho công trình, làm cho cái công trình của mình là luôn đẹp hơn, đúng không ạ, và cái chất lượng sống tốt hơn, đúng không ạ? Thì cái công năng của tầng này thì phòng tầng 1 là phòng khách quý vị các bạn nhé, tầng 2 này là phòng phân ăn này, đó, bên bếp ăn đó, và tầng 3, tầng 4, tầng 5 là phòng ngủ nhé quý vị các bạn nhé. Thì bây giờ thì Cường xin phép là Cường sẽ dừng cái video tại đây đấy, bởi vì là hẹn với quý vị và các bạn vào thứ 3, tháng 5, thứ 7 tuần Cường đăng video, mà dạo này đi chạy công trình nhiều quá nên cũng chưa có thời gian mà biên tập cũng hay là mà sản xuất video, thì hôm nay Cường sẽ quay trực tiếp luôn cho quý vị và các bạn xem, đúng không ạ? Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn là luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và luôn luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống ạ. Cường xin chào và hẹn gặp lại ạ.